Tử vi thứ 2 ngày 13 tháng 2 của 12 con giáp. Trong ngày mới, dù đã cố gắng thoát khỏi những chuyện đấu đá, thị phi về tiền bạc, lợi ích, song môi trường xung quanh cũng có sự ảnh hưởng nhất định tới tuổi Sửu. Còn các con giáp khác đón ngày mới ra sao, cùng theo dõi lịch ngày tốt nhé! Tuổi Tý. Tử vi hôm nay, người tuổi Tý gặp rắc rối với người thân trong gia đình do ảnh hưởng của mối quan hệ Tý Mùi tương hại. Nhưng bản mệnh yên tâm, có mâu thuẫn xung đột ắt có phương án giải quyết. Khi mọi việc được hóa giải, mọi người càng thêm hiểu nhau hơn. Nhìn chung công việc tiến triển theo đúng kế hoạch, tuy nhiên chưa thấy dấu hiệu đột phá. Các mối quan hệ xã giao duy trì ở mức hài hòa, làm việc gì cũng nên giữ mồm giữ miệng, thẳng thắn quá sẽ khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu. Vận trình tình cảm giảm sút, một phần vì bạn tất bật với công việc, phần khác vì tuổi Tý không mấy để ý tới cảm xúc của đối phương. Bạn cả nể, lo cho bạn bè, người thân hơn cả nửa kia, khiến tình cảm trúc trắc mãi không thôi. Tuổi Sửu. Ngày làm việc đầu tuần của tuổi Sửu không mấy suôn sẻ do ảnh hưởng của quan hệ tứ hành xung. May thay, bản mệnh kiên cường lại có sức chịu đựng tốt nên mọi việc rồi cũng qua nhanh chóng. Tranh chấp về tiền bạc, lợi ích là vấn đề muôn thuở. Tuổi Sửu luôn cố gắng để thoát khỏi những chuyện đấu đá thị phi. Dẫu vậy, môi trường xung quanh cũng có sự ảnh hưởng nhất định tới bạn. Ngày thổ khí vượng, tuổi Sửu nên chú ý kiềm chế cảm xúc, đừng để chuyện tình cảm lấn át công việc, hại cả đôi đường. Nên dành thời gian riêng tư nhất định để suy nghĩ, cân nhắc về mối quan hệ hiện tại của hai bạn. Có khúc mắc cần có cách giải quyết. Cứ im lặng như vậy không phải là giải pháp. Tuổi Dần. Vận trình tình cảm của tuổi Dần xuống dốc. Rất cần bản mệnh tìm cách hâm nóng để tình yêu đôi lứa không bị bạn đi vào ngõ cụt. Không cần phải tiến hành những gì quá cao sang, chỉ đơn giản là một vài lời nói ngọt ngào, tin nhắn xuyên xuống một chút cũng không sao, miễn là cả hai đều cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn. Áp lực công việc ngày càng nhiều, nhưng kèm theo đó là cơ hội để bạn phát huy tài năng bản thân. Nên nhớ có cạnh tranh mới có sự phát triển. Tuổi Dần không phải nể nang bất cứ ai, việc mình làm, cơ hội tốt phải tự mình nỗ lực giành lấy. Ngũ hành tương khắc báo hiệu vận trình sức khỏe có phần giảm sút, bạn cần cân bằng lại chế độ làm việc và nghỉ ngơi nếu như không muốn bị kiệt sức. Tuổi Mão. Ngày Tân Mùi, tuổi Mão lâm cục diện bán hợp Mão Mùi, một số khó khăn trong công việc được giải quyết tuy không triệt để, nhưng ít nhiều cũng giúp áp lực tinh thần giảm đi trông thấy. Những dấu hiệu xung đột trong công việc giảm đi, bản mệnh điềm tĩnh hơn, lý trí hơn trong xử lý mọi việc, sai lầm được khắc phục nhanh chóng, tinh thần làm việc nâng cao, bản mệnh phát huy tối đa năng lực làm việc, được cấp trên tín nhiệm. Ngũ hành tương khắc ảnh hưởng tới vận trình tình cảm, may mà Mão Mùi bán hợp nâng đỡ, đôi bên nhanh chóng làm lành, tình cảm vẫn vững bền. Sức khỏe tuổi Mão có phần giảm sút nên chú ý ăn uống điều độ và tập thể dục thường xuyên hơn. Tuổi Thìn. Ngày thứ hai, tài vận người tuổi Thìn khá sáng, kiếm được không ít tiền bạc. Tuy nhiên, để có được thành quả ấy, bản mệnh phải khá chật vật, vất vả, lao tâm khổ tứ. Thậm chí còn bị kẻ tiểu nhân đeo bám, gây chuyện thị phi nhằm tranh giành công lao. Chuyện học hành của tuổi Thìn phải bỏ dở giữa chừng vì một vài nguyên nhân khách quan. Hãy giải quyết những việc cần thiết trước. Học hành là chuyện cả đời, không bao giờ là muộn. Bạn nên sắp xếp lại lịch làm việc và chăm sóc gia đình hợp lý. Như vậy sẽ có nhiều thời gian dành cho chuyện học hành hoặc thực hiện đam mê cá nhân. Yêu đôi khi không phải nói thành lời, nhìn ánh mắt cử chỉ là đã hiểu nhau phần nào. Vì thế bản mệnh cần tinh tế hơn trong cách quan sát mọi người xung quanh. Đừng vô tư quá thành ra vô duyên, bỏ lỡ cơ hội gặp được nửa kia ưng ý. Tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ cảm thấy một ngày khá thoải mái, thảnh thơi và trôi chảy, sự nghiệp tiến triển thuận lợi, kinh doanh buôn bán có lộc nhờ thương quan trợ giúp. Nhân cơ hội này, bạn nên hóa giải mâu thuẫn với đồng nghiệp, tranh thủ sự trợ giúp của cấp trên để tạo bước đà thăng tiến thuận lợi hơn cho sự nghiệp. Nếu bản mệnh đã xác định được tình cảm thực sự của mình, nên mạnh dạn bày tỏ, ngày lễ tình nhân đang tới gần, hãy nắm bắt cơ hội này để tạo bước đột phá trong chuyện tình cảm. Trong ngày Tỵ hỏa sinh cho Mùi Thổ, tâm trạng vui tươi nhưng sức khỏe có phần suy giảm, bản mệnh nên vận động nhiều hơn thay vì chỉ ngồi một chỗ, có như vậy các khớp xương mới không còn nhức mỏi. Tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ trải qua một ngày tốt lành nhờ cục diện thái âm hợp thái dương, dù là làm việc gì lớn hay nhỏ, cảm giác đều trôi chảy thuận lợi, ký kết hợp đồng kinh doanh thành công, hợp tác phát triển mở rộng, thu về không ít lợi nhuận.
những ai làm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kinh doanh bất động sản sẽ gặp nhiều may mắn trong ngày. Ngoài nguồn thu chính còn có thêm khoản thu phụ, đời sống vật chất đa dạng, rủng rỉnh. Đã tới lúc tuổi Ngọ mở rộng trái tim đón nhận tình cảm mới, những gì trong quá khứ không thể lấy lại được nữa, hãy dũng cảm đối diện với hiện tại. Đang có người thầm thương trộm nhớ bạn, đừng để người ấy phải chờ đợi quá lâu nhé. Tuổi Mùi. Mùi thổ tự hình, tâm trạng bản mệnh khá bí bách, thậm chí sẵn sàng xù lông nhím khi bị ai đó công kích. Lịch trình công việc vẫn vậy, chưa có tiến triển gì hơn. Tuổi Mùi nên dành thời gian đầu tư vào học hành, nâng cao kiến thức chuyên môn để có thể tiến xa hơn trên con đường phát triển sự nghiệp. Trong ngày thổ khí vượng thế này, bản mệnh cần kiềm chế cảm xúc, đừng chuyện bé xé ra to, làm gì cũng nên giữ bình tĩnh, dĩ hòa vi quý, làm trọng. Có như vậy, các mối quan hệ xã giao mới không bị xáo trộn, không gây rắc rối, áp lực tinh thần. Cư xử với người bề trên cần tỏ ra lễ phép hơn. Dù bạn có giỏi giang tới đâu đi nữa, nhưng trong tập thể có trước có sau, đừng ngạo mạn quá thành ra bị mọi người xa lánh. Tuổi Thân. Những việc tưởng chừng như phải bỏ cuộc giữa chừng thì nay người tuổi Thân lại tiến hành suôn sẻ, mang về không ít thành công, được mọi người xung quanh nể phục. Tình hình kinh doanh, buôn bán và đầu tư đều sinh lãi. Đây coi như một ngày bội thu cho bản mệnh, nhưng mấu chốt vẫn nằm ở chính sự nỗ lực của bạn. Có làm thì mới có ăn, không thể ngồi mát ăn bát vàng được đâu. Ngũ hành tương sinh mở ra nhiều cơ hội tốt trong các mối quan hệ xã giao. Tuổi Thân chủ động kết thân bạn bè, nhân duyên vượng, đặc biệt là nhân duyên khác giới. Đi đâu cũng có người để mắt tới hoặc dành cho những lời khen có cánh. Sức khỏe của bản mệnh duy trì ở mức hài hòa. Bạn có thể thử sức với một số hoạt động thể thao mang tính mạo hiểm. Đôi khi bạn cũng nên liều một phen để thử biết cảm giác mạnh ra sao. Tuổi Dậu. Người tuổi Dậu đón một ngày thành thơi không phải muộn phiền hay lo lắng quá nhiều về tình hình tài chính. Tài lộc đang khởi sắc, bản mệnh thu về thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra, tiêu xài có phần phóng khoáng hơn, thậm chí có thể hỗ trợ cho người thân trong gia đình. Ngày có thương quan xuất hiện, chuyện làm ăn buôn bán của bản mệnh được hỗ trợ khá nhiều. Đầu ngày tuy có chút chật vật nhưng từ buổi trưa trở đi mọi thứ đều thuận lợi, gặp được khách hàng lớn. Kế hoạch giảm cân của tuổi Dậu có vẻ như đã có dấu hiệu thành công, nhưng lưu ý thay vì nhịn ăn để giảm cân rất hại cho cơ thể, bạn chỉ cần hạn chế tinh bột và chất béo, tăng cường chất xơ, bên cạnh đó chăm chỉ tập thể thao, đảm bảo bạn sẽ sở hữu vóc dáng như ý. Tuổi Tuất. Ngày ngũ hành tự hình, tâm tính tuổi Tuất trở nên nóng nảy và dễ phạm sai lầm trong xử lý mọi việc, vì thế nên lấy tĩnh làm chủ, suy nghĩ thấu đáo trước khi làm, đừng để khi tỉnh táo trở lại rồi lại thở dài than vãn. Tuất Mùi tương phá, bản mệnh cần đề phòng đối thủ cạnh tranh, kẻ xấu đố kỵ, tìm cách hãm hại. Tốt hơn hết, bạn cần học cách kiềm chế bản thân để không vướng vào những xung đột rắc rối phức tạp trong nội bộ. Một khi nội bộ lục đục, bản thân mỗi thành viên đều không thể tập trung làm việc tốt công việc của mình. Tình cảm xuất hiện dấu hiệu rạn nứt, hai bên dễ cãi vã to tiếng vì những chuyện nhỏ nhặt không đâu. Người độc thân dễ bị kẻ xấu lừa gạt, lợi dụng chỉ vì tính nhẹ dạ cả tin, cần lý tính hơn trong mọi việc. Tuổi Hợi. Hợi Mùi bán hợp, tinh thần làm việc người tuổi Hợi phơi phới, làm việc hăng say, đầy nhiệt huyết, không thấy chán nản hay mệt mỏi. Một phần vì bạn đã tìm ra hướng rõ ràng cho công việc, phần khác vì được cấp trên tạo điều kiện hết mình, cảm giác làm gì cũng thuận lợi. Năng lực bản thân được phát huy mạnh mẽ, dù là cấp trên, đồng nghiệp đều không ngớt lời khen, thán phục. Mối quan hệ giữa bạn và đồng nghiệp được cải thiện đáng kể. Có người từ thế đối đầu chuyển sang nghị hòa với bạn, mâu thuẫn trong chuyện tình cảm lứa đôi cũng sớm được hóa giải nhờ cục diện bán hợp trợ lực. Khởi nguồn mâu thuẫn sự hiểu nhầm giữa hai bạn chính là do người thứ ba tung hỏa mù, nhưng rất may cả hai đều bình tĩnh và sáng suốt nhận ra vấn đề sớm, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Tử Vi cổ lịch ngày tốt. Chúc các bạn một ngày mới gặp nhiều tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở các chương trình lần sau của lịch ngày tốt.